Thưa quý vị, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Hàn Quốc 2023. Hội thảo thu hút khoảng 200 đại biểu từ Tổng lãnh sự quán Đại Hàn Dân Quốc tại Đà Nẵng, Trung tâm Di trú Khởi nghiệp Toàn cầu của Hàn Quốc, Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Bệnh viện Đại học Sun Chung-jan, một số công ty trong lĩnh vực AI tại Hàn Quốc. Đến dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, định hướng phát triển của Đà Nẵng đến năm 2045 là trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Trong đó, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số là lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Đà Nẵng có nhiều thế mạnh và đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện và chính sách ưu đãi để chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng. Hội thảo Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Hàn Quốc 2023 có vai trò kết nối giữa thành phố và các đối tác trong xúc tiến đầu tư và phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mục đích của hội thảo này hướng tới thứ nhất là giới thiệu các trung tâm hợp tác về trí tuệ nhân tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Và đây là cái bước đầu tiên để tiến tới xây dựng một cái cộng đồng, một cái trung tâm về trí tuệ nhân tạo tại miền Trung và tại thành phố Đà Nẵng. Bước thứ hai, đây là một cái cơ hội rất là tốt để giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, kết nối với lại các đơn vị, cơ quan cũng như các công ty trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để có những hợp tác và có những dự án thiết thực để xây dựng và phát triển cộng đồng IT cũng như trí tuệ nhân tạo thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Hội thảo tập trung vào các nội dung phiên tham luận trong các lĩnh vực AI về xu hướng AI 2023 của Hàn Quốc, ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế sức khỏe, AI và thành phố thông minh trong tương lai. Phiên tọa đàm và thảo luận về phương án đầu tư hợp tác triển khai thương mại hóa sản phẩm AI trong thành phố thông minh, phương án hợp tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và phiên kết nối kinh doanh đầu tư. Đà Nẵng thì theo tôi đánh giá thì là một nơi rất là thu hút ngành AI trong cả nước cũng như là quốc tế. Đà Nẵng hiện tại đang có con người và chính sách rất là hỗ trợ cho các việc phát triển về AI nói chung, nói riêng và cho ngành công nghệ thông tin nói chung. Để phát triển AI thì trước hết là cần phải con người. Cái thứ hai là về hạ tầng, các máy móc để hỗ trợ cho việc training các model về AI. Tiếp theo đến là những đầu ra cho AI là cần phải có những đơn đặt hàng từ có thể là trong nước cũng như nước ngoài. Trong khuôn khổ hội thảo, có 5 ký kết hợp tác giữa các đơn vị với nhau trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo.